Sao đấy? Vợ tôi nó về quê ngoại, chăm cụ ốm mà tôi gọi điện nhờ người không được. Tôi gọi cho bà hàng xóm cũng không được. Bây giờ không biết nhờ ai đón con đây. Thế sao ông không đi về đón nó đi? Tôi còn một đống việc đây này vẫn chưa xong. Thì bây giờ ông gửi mail sang đây cho tôi làm hộ cho. Thật nhá. Ừ. Thế tôi gửi ngay đây. Ừ, gửi sang đây. Đấy. Tôi gửi rồi đấy. Nhớ làm giúp tôi nhá. Ừ, nhận được tôi rồi. Đi về trước nhá. Ờ, về đi. Cháu ăn xoài đi, chủ tuần chắc là cũng sắp về rồi đấy. Vâng ạ. Thảo. Chào chú ạ. Sao chơi rồi đấy à? Sao anh về muộn thế? Thảo đợi nãy giờ đấy. À, cậu Trung ở công ty nhờ anh làm nốt việc cho cậu ý. Anh tranh thủ làm nốt cho cậu ý cho nó xong, gửi cho sếp. Thế nào? Cháu gái xinh đẹp của chú, chuẩn bị hồ sơ đến đâu rồi? Cháu chuẩn bị xong rồi ạ. Tốt. Chú bảo này, ngày mai có mặt ở công ty, chú đã lo cho hết rồi. Cứ có mặt là kiểu gì cũng được nhận vào, hiểu chưa? Vâng ạ. Sao mà thở dài? Chẳng qua là bố mẹ của cháu ép, chứ cháu cũng chẳng thích công việc của bên chú đâu. Con bé này buồn cười nhỉ. Bây giờ kiếm được một công việc ổn định cực kỳ khó. 18, 19 tuổi đầu rồi. Thế định đến lúc ra trường lang thang mãi à? Chú Tuấn nói đúng rồi đấy. Mai đúng 8 giờ có mặt ở công ty chú, đừng có phải đến trễ đấy. Vâng. Thế tôi không có việc gì thì cháu về trước. Chào cô chú ạ. Thảo về nhá. Dạ vâng. Này, nhớ sáng mai 8 giờ cháu nhá. Vâng ạ. Em thấy con bé không thích công việc này đâu. Sao anh cứ phải lao tâm khổ tứ thế làm gì? Thế bây giờ kiếm được một cái công việc ổn định cho nó, mà mình thì lại có quen biết ở trong công ty, lại có người có tiếng nói nữa. Lại thế rồi, nếu như nó có năng lực ấy thì xin đâu mà chả được việc. Nếu như thế thì bố mẹ nó đã không nhờ mình. Anh... Thôi nhá, anh đi tắm. Anh đi tắm đây. Ông Tuấn này. Ừ? Ông nhìn xem mấy giờ. 9 giờ, sao đấy? Thế ông hẹn cháu ông kiểu gì ấy? Hẹn 8 giờ bây giờ hơn 9 giờ chưa thấy mặt đâu cả. Để đấy tôi gọi cho nó cho. Alo, Thảo à? Hôm nay cháu có lịch hẹn là đến công ty chú phỏng vấn ấy. Cháu đâu rồi? Cháu không thích cho nên cháu không đến đâu. Ơ kìa, cháu có biết là chú phải vất vả thế nào để xin cho cháu vào làm việc ở công ty chú không? Bây giờ cháu không đến phỏng vấn, như thế là làm mất uy tín của chú đấy. Không là không. Cháu không thích nhưng mà tại chú với bố mẹ cháu cứ ép cháu thôi. Bé này, buồn cười thật đấy. Cháu phải hiểu rằng là bây giờ cháu lớn, cháu phải đi làm, phải có một chỗ ổn định. Cháu hiểu không? Tôi đến chịu ông ấy. Cháu với chả chắt. Làm từ sáng giờ tôi loại bao nhiêu người để giữ chỗ cho cháu ông ấy. Tôi xin lỗi nhá. Này, chuẩn bị tinh thần mà nghe sếp mắng đi. Tôi không cứu được ông đâu. Ôi chị ơi. Ôi. Nặng quá hả chị? Để em xách cho. Thôi, cậu để kệ tôi đi. Chị cho vào đây này, để em xách cho nó. Trời ơi, cậu muốn cười nhỉ? Tôi có nhờ cậu xách đâu, kệ tôi đi. Chồng ơi, có chuyện gì mà anh chị cãi nhau ở đây thế ạ? À? Cái túi cam này của chị nó bị rách, em thấy chị xách cái đồ này nặng như thế thì em định ra em giúp chị thôi. Chị có nhờ đâu mà tự nhiên cứ xăm đi ra xách của chị. Sợ chết đi được. Chị ơi, chị thông cảm giúp em ạ. Chồng em có tính lo chuyện bao đồng, thích giúp đỡ người khác ạ. Chị cho vợ chồng em xin lỗi ạ. Giúp người là tốt. Thế nhưng mà người ta phải nhờ đấy chứ. Vâng, em xin lỗi chị ạ. Anh. Em đây ạ. Vâng, em xuống luôn đây. Ăn cái miếng này chua đấy. Muối ở đâu nhỉ? Cái bát thì rửa nốt đi, để còn đi xuống lấy đồ đi điếc, thứ gì anh biết. Kìa, cái nồi nước của em ở đây đâu rồi? Đổ đi rồi. Ui giời ơi, em đun sôi để nguội để muối cà. Anh đổ đi bây giờ, em đun lại thì bao giờ nó mới nguội? Thế anh tưởng nó là nồi bẩn, anh mới đổ đi để anh rửa cho em. Tưởng cái gì mà tưởng, em có nhờ anh đâu. Em buồn cười đấy nhở? Bình thường không giúp em thì em kêu là sao em, anh lại không giúp em. Bây giờ giúp em rồi em lại kêu là làm sao đâu là sao. Thôi đi ra ngoài cho em làm nốt, đi ra. Anh thấy mọi người cứ bị làm sao nhở? Thế bây giờ nhá, cái Thảo nhá, anh giúp nó xin việc vào công ty, nó không đến, mất mặt anh.
Bà lại hàng xóm, mình ra mình thấy bà đang làm rơi túi cam, mình ra mình nhặt, sợ bà nặng mình xách lên cho người ta. Nghĩ là mình như kiểu mình ăn cắp đồ ấy. Rồi bây giờ đến em là vợ của anh thấy bừa bộn anh vào anh dọn, thì em lại kêu anh là thế này thế nọ là như nào? Hả? Ok. Ok kìa cái gì? Thôi nhá, không có giúp giếc gì hết nữa. Mệt người. Dạ hơi ấy. Này, Trung, hôm nay sinh nhật vợ tôi. Tôi gửi cho ông cái mail xong rồi có gì ông làm giúp tôi cái việc này nhá. Tôi bao nhiêu việc đi, lo cả việc của ông nữa. Chịu. Sao thịt bò nó dai thế nhỉ? Ở công ty anh có chuyện gì à? Sao mặt cứ cau có thế? Hôm nay là sinh nhật của vợ anh đấy nhá. Nói chuyện linh tinh, quan tâm gì? Linh tinh là chuyện gì? Anh lại giấu em cái gì đúng không? Anh không hiểu vì sao nhá. Bản thân anh luôn luôn đi giúp đỡ người khác. Thế nhưng mà những cái lúc mà anh cần người ta giúp đỡ mình ấy thì chả ai giúp anh à? Ê, buồn cười. Em đi lấy giấy ăn ạ nhá. Em ăn tôm đi. Em no rồi, em không ăn nữa đâu. Thôi anh gì? Ăn đi. Anh bóc xong rồi ăn đi. Em không ăn nữa, em có bảo anh bóc cho em đâu. No rồi sao không bảo anh đi, mất công anh bóc rồi thì anh bóc rồi thì ăn đi công tí chứ không sao đâu mà. Ok, đây là anh tình nguyện lấy tôm mà bóc cho em chứ có phải là em yêu cầu đâu. Anh thấy không, đĩa tôm này ấy đang phản ánh cách sống của anh đấy. Phản ánh cái gì? Thì lúc nào anh cũng mong muốn giúp đỡ người khác, muốn trao yêu thương đến người khác và nghĩ rằng là đó là những điều tốt cho họ và là những điều mà họ cần. Nhưng mà đã bao giờ anh tự hỏi đấy có phải là điều họ thật sự cần và mong muốn hay không chưa? Nếu như mà anh muốn giúp đỡ mọi người thì anh phải quan tâm xem là người ta thật sự cần điều gì, mong muốn điều gì là tốt nhất cho họ. Có như thế thì anh sẽ không đưa anh và họ vào những tình huống khó xử. Thì rõ ràng là anh thấy họ cần thì anh mới giúp đỡ họ, anh mới quan tâm đến họ chứ. Đây nhá, anh kể cho em ví dụ như là trường hợp của cậu Trung ở cơ quan anh. Đợt trước nhá, con cậu ý không có ai đón, cậu ý còn một đống việc. Anh bảo cậu ý rằng là thôi đây gửi sang đây để tôi làm giúp cho. Đến lần này nhá, hôm nay sinh nhật em, anh chỉ còn có một tí thôi, cần nốt có một vài dòng thôi. Anh nhờ cậu ấy mà cậu ấy đang ngồi cậu ấy trợn tử. Cậu bảo không, tôi không giúp ông đâu. Em có thấy buồn cười không? Nói chung là em không thể nào biết được tường tận công việc ở công ty của anh. Nhưng em nghĩ rằng quan trọng nhất khi mà giúp đỡ người khác là anh không được kỳ vọng và mong cầu rằng họ phải có trách nhiệm để giúp đỡ lại mình. Ví dụ như là đĩa tôm này này, nếu như ngày hôm nay dành cho các cô chú vô gia cư hay là những người lao động nghèo ấy thì chắc chắn là họ sẽ rất là trân trọng và biết ơn, bởi vì họ mới là những người thật sự cần. Đúng không nào? Cũng đúng. Thôi ăn đi. Anh quên mất rằng là từ trước đến giờ anh luôn luôn suy nghĩ trong đầu rằng là nếu như mình giúp đỡ người khác thì mình sẽ không bao giờ cần người ta phải giúp đỡ lại mình. Ngày hôm nay em nói anh mới nhận ra được điều đấy. Cảm ơn vợ yêu nhá. Cuối cùng thì chồng em cũng nhận ra được điều đấy rồi đấy. Cho anh 100 like luôn đấy. Chúc mừng sinh nhật vợ. Nhờ có vợ mà anh mới nhận ra được điều đấy đấy.